Tử vi vận hạn vận trình của tuổi Sửu trong năm 2024 Giáp Thìn. Để nói về con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu thì năm tới đây là một năm mà rất là bất ngờ đối với người tuổi Sửu, đặc biệt là đối với những người nam giới. Đây thì vừa là cơ hội nhưng cũng đầy những cái sự thách thức, thậm chí là gãy đổ, là một cái bước ngoặt lớn trong công việc. Người nam trong năm 2024 này phải biết lượng sức mình, ước mơ nó vừa phải thôi, trong tầm tay thôi, tránh làm việc quá sức nhá. Đôi khi là vọng tưởng quá, cứ nghĩ là mình giỏi quá. Ví dụ như là công lực có 10 thôi đấy, nhưng mà ông lại kỳ vọng đến 15 hay là 20 thì đôi khi nó rất là dễ gãy đổ đấy. Người nữ tuổi Sửu thì sao? Người nữ tuổi Sửu thì cũng như vậy, cũng là một năm mà đầy sự bất ngờ. Nhưng mà người nữ thì nên có một trạng thái là biết thức thời này, biết nhẫn nhịn này, biết thời cơ nó chín mùi. Và đôi khi là chúng ta phải biết lùi một bước để mà tiến 2-3 bước. Và đôi khi là phải cố dần từng bước thôi. Và chúng ta phải có một cái tầm nhìn nó xa một tí. Chứ ví dụ mà thấy khó khăn đầy dẫy trước mắt, xong rồi nản chí, như thế là một cái trạng thái rất là tệ. Năm nay dễ là gặp được những cái chuyện khắc khẩu này, thành ra trong những cái lời ăn tiếng nói mình phải biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, tránh những cái việc mà nói thẳng tính hoặc là trực tính quá. Trong năm 2024 này thì nó có những cái ngôi sao nó gây hiểu nhầm, nó cũng dễ gây được cô đơn trong gia đạo cũng như là trong công việc. Trong công việc thì đôi khi chúng ta phải là người tiên phong, phải làm những cái việc gì đấy nó một mình. Về tình cảm gia đạo thì cái người mà đen bạc thì nó lại đỏ tình. Người mà trong công việc thì đôi khi là vất vả, khó khăn, đen đủi thì đôi khi là cái đường tình cảm nó lại gặp được những cái gì đấy nó may mắn. Người tuổi Sửu năm nay thì là một năm may mắn đối với con đường tình cảm. Và người nữ tuổi Sửu mà đang có gia đình rồi thì nó lại rất dễ có những cái chuyện mà sinh em bé, hoặc là trong dòng họ thì cũng rất dễ có hỷ sự, thêm con, thêm cháu. Đặc biệt các bạn nam tuổi Tân Sửu này hoặc là Ất Sửu này, trong năm Giáp Thìn này rất dễ muốn có em bé hoặc là muốn có thêm con, thêm cháu, thì thực sự là rất là dễ thỏa nguyện trong năm nay. Người nam thì cũng rất dễ là gặp những cái tình duyên bất ngờ, tình cờ nhá. Thì những cái bạn nào mà đang FA thì chịu khó một mình mở rộng mối quan hệ, hay đi giao lưu, hội nhóm anh em bạn bè để tìm hiểu. Một năm của ông Tơ Bạo Nguyệt đã đến trước cửa. Các bạn ấy thì phải tận dụng ngay những cơ hội đó để chúng ta có được cái nửa còn lại của mình. Và tất nhiên rồi, khi mà cái sự đào hoa nó đến gõ cửa rồi thì đôi khi có những anh mà đào hoa sẵn rồi thì năm nay lại thành đào hoa quá. Mà cái gì quá thì nó cũng không tốt, đúng không ạ? Đặc biệt những bạn nào mà sinh vào cái giờ Mão này, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, hoặc là giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thì nó dễ rơi vào cái gọi là kiếp đào hoa, dính vào một phát là đen liền nhá. Vừa tai tiếng này, vừa mất đi cái gọi là tình cảm trong gia đình này, vừa mất tiền này, đôi khi lại còn lắm chuyện này, mất cả công việc nữa. Về sức khỏe, về tật họa thì người tuổi Sửu trong năm nay đề phòng cho tôi những cái việc liên quan đến tim mạch, huyết áp. Đặc biệt những cụ cao tuổi, thành ra là các cụ nếu mà đã có bệnh sẵn rồi thì nhớ nên chủ động đi khám thường xuyên. Và những cái tháng mùa đông lạnh thì mình phải giữ gìn sức khỏe hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những cái bạn mà sinh vào tháng 6 này hoặc là tháng 8 âm lịch, năm nay thì đề phòng những cái việc đôi khi chúng ta phải làm đến phẫu thuật tim mạch, đặt stent chẳng hạn, thì nó cũng rất dễ xảy ra đối với những ai đang có những cái tiền sử với tim mạch, huyết áp, cả nam và cả nữ nhá. Đây là một cái năm mà chúng ta có thể dùng những cái biện pháp mà thẩm mỹ để có thể hóa giải những cái vận xấu. Thì đây là một trong những cái cách mà rất là tuyệt vời trong cái bộ môn tử vi. Năm nay cũng là một năm thuận lợi cho những cái bạn nào đang muốn nâng cấp vòng 1 này, vòng 2, vòng 3 chẳng hạn, hoặc là sửa nhẹ nhàng một tí trên khuôn mặt. Về mặt tài chính thì sao? Tài chính thì năm nay là tôi đặc biệt lưu ý là hai ông là Đinh Sửu và Kỷ Sửu nhá. Ngoài ra có ông Quý Sửu nữa thì có nắm tiền đấy, nhưng mà mệt lắm đấy. Nói vui thế thôi chứ năm nay thì thường là những cái ông đấy là cuối năm là có thặng dư. Ví dụ đầu năm thì có khoảng 1 tỷ, cuối năm thì có thể lên được 1,5 tỷ hay là 2 tỷ đấy. Tùy vào giờ sinh, tháng sinh nhá. Và dễ thành đạt trong cái thị trường làm ăn đầu tư, thị trường chứng khoán, hoặc là những cái thị trường mà mang tính may rủi cao. Người nam tuổi Đinh Kỷ này hoặc là nữ tuổi Quý được 10 phần, còn những cái người mà nam Quý, nữ Đinh Kỷ thì cũng đạt được 7-8 phần so với các tuổi kể trên. Còn đối với những người tuổi Ất Sửu hay Tân Sửu thì sao? Đây là những cái nhân vật cần phải tiêu tiền. Thì tiêu tiền vào những chỗ nào? Có thể nâng cấp bản thân, làm đẹp chẳng hạn như tôi vừa nêu trên, đúng không ạ? Ngoài ra thì cũng có thể là đầu tư cho những cái vấn đề liên quan đến học hành, thi cử. Đó là nâng cấp cái gọi là tài sản vô hình, đúng không ạ? Chúng ta mất mát về tài sản hữu hình thì chúng ta đầu tư vào tài sản vô hình. Phần tử vi ông trời ông quy định là năm nay nó là năm không tốt. Thôi thì ông thiên ông không tốt rồi thì ta lấy phần địa. Tức là làm sao chúng ta chuẩn bị phong thủy làm sao cho nó gọn gàng tốt hơn. Có thể đó chính là một cái nền tảng tốt cho những cái bứt phá ở những cái năm 2025-2026. Nếu các bạn mà thấy hay, hãy nhấn like, nhớ share, nhớ subscribe kênh và nhớ nút chuông để nhận được những video thông báo mới nhất của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.